Xin chào các bạn. Vâng, chào anh Quyết. Một gương mặt rất là quen thuộc với toàn thể anh em. Và như anh em đã biết thì trong thực tế, người thợ cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy, thợ làm khóa để hàn các cái mạch điện tử thường không phải là điểm mạnh, cũng không phải là sở trường và không tự tin, nên là thường xảy ra các cái lỗi do các nguyên nhân mà chúng tôi đã tổng hợp sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là do kỹ năng hàn thiếc, chất lượng thiết hàn, chất lượng mỏ hàn của các bạn không đạt tiêu chuẩn, nên mối hàn hay bị khô thiếc, không ngấu mối hàn và lỗi tiếp xúc. Điện trở tổng cộng của mạch dây và các mối hàn mà lớn hơn 10 ohm thì đã không truyền dữ liệu tốc độ cao được. Nguyên nhân thứ hai là do các bạn giữ mỏ hàn quá lâu, quá nóng, làm cháy hỏng IC trên bông mạch, hoặc các mối hàn không tiếp xúc do run tay làm lỗi mạch điện hoặc lỗi các cái ESU. Nguyên nhân thứ ba là do một số anh em thợ còn giữ tay trong suốt quá trình truyền dữ liệu, hoặc là dùng các cái que cắm tự chế không có lực ép giữ cố định, lòng lẻo, không tiếp xúc điện, và nhiều khi anh em còn chủ động nối dài cái dây của cáp đọc ra hàng mét, hoặc là dùng các cái nguồn điện cung cấp từ bộ chuyển đổi 220V AC không tốt và không ổn định. Đó là những nguyên nhân mà thường dẫn đến xảy ra lỗi trong quá trình đọc dữ liệu. Vậy làm sao bây giờ? Vâng, chúng tôi đã có giải pháp cho các bạn, và giờ đây nỗi lo của các bạn sẽ không còn nữa. Các bạn sẽ không phải hàn mạch điện tử nữa, không phải mua mỏ hàn, thiết hàn nữa, mà chỉ cần mua bộ công cụ này. Vâng, xin giới thiệu PCB Unsolder Model 1.0. Đây là bộ ghi mạch điện không cần hàn dây. Sản phẩm đã được đăng ký mẫu bản quyền của nhà sản xuất DTD Auto Việt Nam. Và bây giờ, mọi thứ trở nên dễ dàng, thoải mái cho công việc của các bạn. Và anh em có thể liên hệ tới tổng đài 1900 2228 để đặt hàng, đại lý và mua lẻ ngay từ bây giờ. Vâng, và trước mắt quý vị và các bạn, đây là một bộ công cụ PCB Unsolder đã được đóng gói, hoàn thiện và sẵn sàng để chuyển tới tất cả những anh em có nhu cầu trên cả nước và quốc tế. Và phần tiếp theo, kỹ thuật viên sẽ cùng mở hộp thiết bị và giới thiệu cho quý vị và các bạn những cấu kiện bên trong. Và tiếp theo, kỹ thuật viên sẽ lắp ráp cái bộ công cụ PCB Unsolder, và anh em có thể theo dõi cái việc lắp ráp của kỹ thuật viên.
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And như vậy chúng ta đã hoàn thiện cơ bản cái việc lắp ghép bộ công cụ PCB unsolder. Và như anh em cũng biết rằng là với những cái bo mạch thì không có bo mạch nào giống nhau về độ cao, độ dày, những cái điểm ghim, những cái điểm mà anh em muốn ghim để kết nối, để đọc dữ liệu thì cũng khác nhau, để đo kiểm cũng khác nhau. Vì vậy với mỗi bo mạch chúng ta cần phải chỉnh các cái thanh ngang, giá đỡ, chiều cao của kim. Vì vậy anh em có thể lưu ý ở đây trên cái bộ công cụ này, tôi sẽ chỉ cho một số cái điểm để anh em có thể thay đổi, hiệu chỉnh làm sao cho đúng với mục đích của anh em. Đầu tiên là chúng ta có thể thay đổi độc lập từng cái thanh ngang. Cái thanh ngang ở đây chính là cái thanh ngang để lắp các cái giá đỡ kim. Thì ở bên cạnh chúng ta nhìn thấy có một cái thước chỉ vạch. Và cái thước chỉ vạch này để làm gì? Thì như anh em đã biết là với mỗi bo ESU nó sẽ có độ dày, độ cao khác nhau, những cái điểm ghim khác nhau. Vì vậy chúng ta phải thay đổi cái thanh ngang, chính là cái thanh để lắp các cái giá đỡ kim sao cho phù hợp với cái bo mạch đó. Và trong cái tài liệu của chúng tôi thì cũng đã liệt kê một vài cái loại ESU thường dùng, ESU thường dùng. Hoặc là anh em có thể khi làm với một cái bo mà chúng ta thường làm thì chúng ta có thể ghi lại, nhớ lại cái vị trí với cái bo đó để cho những lần sau chúng ta làm sẽ nhanh hơn trong cái quá trình chúng ta lắp đặt. Thanh ngang này khi anh em thay đổi, chúng ta dùng trục vít nới lỏng và có thể di chuyển lên cao xuống thấp tùy theo cái chiều cao của bo mạch. Một cái thay đổi thứ hai đó là tùy thuộc vào cái độ phức tạp của các cái điểm ghim trên bo mạch, và chúng ta có thể thay đổi cái giá đỡ kim ở những các cái chiều khác nhau. Chúng ta có thể lắp đặt các cái kim, các điểm ghim ở những cái chiều 3D. Và đây chúng ta thấy là chúng ta có thể nới lỏng cái tay hồng và tháo cái giá đỡ kim và lắp sang bên cạnh ngang. Và một điểm nữa đó là độ dài của kim chúng ta cũng có thể thay đổi tùy thuộc theo với mỗi ESU khác nhau. Các bo mạch điện tử, các điểm ghim không cùng trên một mặt phẳng, chỗ cao chỗ thấp chúng ta có thể thay đổi. Và như vậy quý vị cũng có thể thấy đây là những cái điểm mạnh của cái bộ công cụ mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị. Mà tất cả những cái bộ công cụ khác tự chế ở ngoài thị trường không đảm bảo được kỹ thuật và cũng không đảm bảo được các cái yếu tố mong muốn của người dùng với những cái bo mạch phức tạp. Vâng,
Và như vậy chúng ta đã theo dõi kỹ thuật viên lắp ghép hoàn chỉnh một cái bộ thiết bị PCB Insider và cũng đã hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh thiết bị làm sao cho phù hợp với cái mục đích của mình. Sử dụng cho hầu hết các bo mạch điện ô tô, xe máy, bo mạch điện tử thông dụng và sản phẩm được làm kỹ về cơ khí, cứng, vững, khỏe, bền, đa năng, hiệu chỉnh góc và vị trí kim đa chiều 3D. Và quan trọng nhất là chỉnh được cả lực ép từng kim độc lập, riêng biệt nên không bị lỏng lẻo, tiếp xúc kém trong quá trình đọc dữ liệu thời gian dài, không gây lỗi như các sản phẩm khác và thiết kế khác trên thị trường. Chúng tôi sẽ phân chia ra thành một số trường hợp cụ thể để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cho anh em. Phần tiếp theo, kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ công cụ với một cái ESU thông thường và các điểm ghim là trên cùng một mặt phẳng. Và ở đây tôi có thể ví dụ đây là một chiếc ESU trên xe máy. Và với những cái ESU khác, những cái bo mạch điện tử khác cùng kiểu thì chúng ta cũng có thể làm tương tự như vậy. Và các bước sau đầu tiên là chúng ta sẽ cố định cái ESU trên mặt phẳng. Tiếp theo, chúng ta có thể sử dụng cái đèn chiếu sáng để sử dụng trong những cái không gian phòng trời tối. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ điều chỉnh các cái thanh ngang sao cho tương ứng với cái độ cao của các cái điểm ghim. Và ở trong tài liệu, các bạn có thể theo dõi các cái hướng dẫn một số các cái mẫu ở trong tài liệu. Trước khi bắt tay vào lắp đặt các cái kim trên các cái điểm ghim như trên hình của Motorola hoặc các điểm ghim đối với các cái ESU khác thì các bạn lưu ý, đầu tiên là thanh gài kim hay còn gọi là giá đỡ kim. Ở đây chúng ta nếu như muốn mà có lực tì tốt, lực ép tốt thì anh em lưu ý cái thanh đỡ kim này, cái chiều ở bên trong là chiều này nó phải thấp và đầu bên này đầu cao. Cái này phụ thuộc vào cái chính là cái giá đỡ kim ở đây. Và khi chúng ta phát hiện cao thấp như này thì chúng ta sẽ tháo và đổi lại chiều. Rồi, các bạn đã thấy nhìn thấy chưa? Vâng, bây giờ bên trong là thấp và bên ngoài là cao hơn. Và khi chúng ta lắp kim vào thì chúng ta sẽ vặn cái này và nó sẽ tì ép được cái kim lên cái bề mặt của ESU. Đấy là điểm thứ nhất. Một cái điểm lưu ý thứ hai, để có được cái lực tì, lực ép của kim lên trên cái điểm ghim là tốt nhất thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Đầu tiên là chúng ta xác định điểm ghim ở trên bo mạch. Sau đó đầu kim chúng ta sẽ cắm vào với điểm ghim. Đầu còn lại của kim sẽ lắp vào cái giá đỡ kim. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng tay để đẩy kim cho thẳng. Lưu ý là các cái điểm ghim chúng ta vẫn phải đang cố định. Sau khi đẩy thẳng kim lên, chúng ta sẽ cố định giá đỡ kim và lúc này giá đỡ kim sẽ tì kim xuống rất chắc chắn. Vâng, chúng ta thấy là rất là chắc chắn. Tiếp theo là điều chỉnh độc lập vị trí, góc xiên và độ cao của từng kim. Đo ước lượng trước vị trí giáp từng kim và chiều dài. Sau đó hiệu chỉnh độ cao của kim phù hợp nhất.
sao cho khi lắp thật vào thanh ngang và chúng ta giữ vặn cái tai hồng kẹp cao su là đúng vị trí góc xiên và đủ lực ép, không ép quá mạnh và cũng không quá nhẹ. Sau khi lắp kim xong và chúng ta chỉnh rồi thì chúng ta có thể kiểm tra lực ép từng kim bằng cảm nhận và cũng có thể điều chỉnh thêm bằng cách là xoáy trục vít của kim sao cho cái lực ép độc lập là của kim là phù hợp nhất. Sau khi đã lắp kim xong và kiểm tra là chắc chắn thì chúng ta sẽ nối các cái dây theo các cái màu khác nhau với các cái thiết bị đọc ghi dữ liệu hoặc đo kiểm tín hiệu cho các cái bộ lập trình khóa thông minh, lập trình audio, bộ nạp EEPROM, flash, microchip mà các bạn đang sử dụng.
Vâng, vậy thì bây giờ anh em đã hiểu cái giá trị sản phẩm của chúng tôi đang giới thiệu. Và vẫn muốn nói thêm rằng anh em nhìn sản phẩm PCB Unsolder này như một giải pháp đa năng để ghim cái điểm điện trên bo mạch điện tử PCB bất kỳ mà không cần hàn dây thiếc bằng thiết hàn, để làm nhiều việc khác nhau chứ không phải chỉ riêng việc đọc KID đơn thuần. Và các bạn có thể sử dụng với các thiết bị đọc ghi dữ liệu hoặc đo kiểm tín hiệu, hoặc là dùng với các cái bộ lập trình khóa thông minh, lập trình audio, bộ lạp EEPROM, flash, microchip cho các loại ô tô, xe máy, cho thợ khóa, cho thợ đài TV, máy tính, điện thoại, thợ điện tử dân dụng và những anh em có nhu cầu tương tự. Vâng, trên thị trường thì cũng có một số các cái dụng cụ tương tự mà một vài anh em đã mua hoặc là tự chế tạo, hoặc là một số anh em còn dùng kim cắm tự do, dễ bị tiếp xúc kém, không đảm bảo sử dụng. Và những cái sản phẩm đó hoặc những cái công cụ tự chế đó sẽ có thể làm hỏng những cái công việc lớn của anh em. Và anh em nên chọn những công cụ chất lượng, dịch vụ tốt, được cung cấp từ các nhà sản xuất có thương hiệu và uy tín như DT Auto để phục vụ cho công việc hàng ngày của mình. Và vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu như các bạn cần tư vấn hoặc đặt hàng, thì anh em có thể liên hệ với cái thông tin dưới đây. Và chúng tôi có thể chuyển hàng đến địa chỉ của các bạn ở khắp nơi trên thế giới. Nếu các bạn thích clip này, vui lòng like hoặc đăng ký cho chúng tôi bên dưới. Chúc anh em thành công và chào tạm biệt anh em.